Cà Mau bờ kè 220 tỷ đồng xài được vài năm đã đổ sụp. Đưa vào sử dụng chưa bao lâu, công trình kè bảo vệ khu dân cư kinh phí khoảng 220 tỷ đồng ở Cà Mau đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc. Ngày 24 tháng 11, có mặt tại công trình kè bảo vệ khu dân cư ấp Lưu Hoa Thanh, bờ nam kênh Nông Trường, đoạn tiếp nối dự án đầu tư xây dựng kè cấp bách xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi ghi nhận nhiều hạng mục bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo quan sát, đoạn kè cọc Ly Tâm bị sạt lở dài khoảng 90m, trong đó một đoạn khoảng 40m bị sạt lở mất hoàn toàn một hàng cọc Ly Tâm. Hàng cọc còn lại cũng bị siêu vẹo và tiếp tục gãy đổ, còn đá học bên trong trượt hết xuống sông. Hiện một phần đoạn kè còn lại có nguy cơ tiếp tục sạt lở nên bị tháo dỡ mặt đan lót trên kè. Một số lan can kè bị gãy trơ ra những thanh sắt, phía dưới cao trình đá học, trong thân kè còn rất thấp. Vì vậy, dù có kè nhưng không bảo vệ được khu dân cư ấp Lưu Hoa Thanh bên trong khỏi sạt lở. Theo người dân địa phương, công trình kè hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. Tuy nhiên, gần đây nhiều lần xảy ra sạt lở, bị hư hỏng nặng khiến nhiều người dân rất bức xúc. Còn công trình kè bờ Bắc kênh Nông Trường thuộc dự án đầu tư xây dựng kè cấp bách xã Tân Thuận vẫn đang thi công dang dở. Dù công trình kè được xây dựng theo dạng cấp bách nhưng làm đến nay đã 5 năm vẫn chưa xong nên phải xin gia hạn. Dự án đầu tư xây dựng kè cấp bách tại xã Tân Thuận có tổng chiều dài 2.200 m và các hạng mục khác gồm bến thuyền lên xuống hàng tàu khu tái định cư. Tổng mức đầu tư cho dự án là khoảng 220 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên, do công trình chậm tiến độ nên phải xin gia hạn nhiều lần. Ông Trần Thanh Út, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân chính đoạn kè bảo vệ khu dân cư ấp Lưu Hoa Thanh sạt lở là do tác động của dòng chảy. Hiện khu vực cửa biển Gành Hào, phía bờ Bạc Liêu đã được làm kè kiên cố. Dòng chảy có xu hướng lệch về phía bờ Cà Mau, xoáy sâu vào làm sạt lở. Tỉnh Cà Mau đang triển khai các biện pháp khắc phục, ông Út giải thích.